lề thói phong kiến, tâm linh huyễn hoặc, thiêu dần thị phi, u mê mù quáng, đã đẩy số phận người phụ nữ vào nghịch cảnh trớ trêu. Đoan Trường Vân, khắc phù khắc tử. Đó có phải là sự thật? Mời quý khán giả đón xem Vân Tây Định Mệnh, phát sóng lúc 19 giờ thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên Today TV.